Em Dũng Hương Hà Nội Audio xin được mến chào toàn thể các bác và hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm 2023 và là ngày thứ bảy cuối tuần. Thì em cũng xin kính chúc cho toàn thể các bác mà xem được cái video này cuối tuần vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bên người thân. Và để vào phần video chi tiết ngày hôm nay thì hôm nay em cũng xin giới thiệu đến toàn thể các bác và báo giá những cái sản phẩm DAC đang có mặt tại shop em và tất cả hàng bên em về là đều là hàng đấu giá và đã ship máy bay từ bên Nhật trực tiếp về Hà Nội. Và để vào phần video chi tiết thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai cái số cuối của cái tờ 1000 bởi vì là ba cái video ngày hôm trước thì ba ngày hôm trước thì cũng chưa có bác nào đoán trúng nhá. Thì hôm nay em vẫn làm cái chương trình đoán hai số cuối và các bác sẽ bình luận vào cái video này. Và phần quà sẽ là một chiếc USB 32 GB, một sợi dây qua dài 2 m và trị giá của hai cái phần quà này là 800 nghìn Đấy. và các bác mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh và bấm cho em cái chuông thông báo để nhận tất cả những cái video hàng ngày bên em up lên thì để vào phần video chi tiết thì hôm nay em xin báo giá hơn 20 món hàng DAC giải mã, CD giải mã này, dàn mini này, và tất cả hàng đều là hàng đấu giá và là ship máy bay từ bên Nhật về Để vào phần video chi tiết thì hôm nay Em xin là Báo giá đến các bác một chiếc đầu DAC giải mã Độc lập 32 bit và là giải mã DSD Của Tech với model là Tech LT503 Cái model Tech LT503 này máy được trang bị mặt phay Mặt phay nhôm xung quanh đều là nhôm hết các bác nhé xung quanh đều là nhôm hết máy về rất đẹp con này là một con những con DAC và nó là DAC khủng của hãng đọc USB đọc ổ cứng này kết nối mạng dùng app điều khiển này giải mã tất cả qua ba đường quang cốt và đồng trục máy tính thì máy nó về gồm có khiển này sách hướng dẫn và thùng máy và thùng nó trùng CD và con này bên em là điện 100V các bác nhé và em cũng xin báo giá chiếc đầu à Tech NT 503 này. này Đấy. Sản xuất 2017 các bác nhé Số series là 1720090 Đây các cổng ra cổng vào của nó đây Máy tính này Đường quang từ tivi này Đồng trục này Con này bắt được bờ 5.0 Dùng chuẩn AptX này Đường ra thì gồm có hai đường ba năng và AV Cắm dây mạng này Đây, đây là tất cả những cái gì mà Của con nt 503 Bluetooth này dùng xem phần mềm DJ này phần mềm Shopify này công nghệ DNA này Đấy, tất cả rất nhiều và con này nó giải mã lên tới DSD 11,2 giải mã 32 bit và con này em bán là 18 triệu 500 các bác nhé tặng các bác một chiếc USB 32GB một sợi dây quang dài mét rưỡi Đấy, tech NT 503 Tiếp đến thì em xin giới thiệu đến hai chiếc đầu CD và giải mã cao cấp. Con dưới cùng đây là con Marang SA8004. Con này về trong tình trạng máy rất đẹp. Mặt mũi góc cạnh là không có xước sát gì hết nhá. Và con này thì hiện tại thì hôm kia thì em cũng có ba con. Nhưng mà hôm nay em cũng bán hết hai con rồi. Chỉ còn một con và con này máy có chiếc điều khiển xịn đi theo máy. Đây, khiển xịn đây. RC04SA thì chiếc đầu ma SA8004 này chức năng chính nó như sau là đọc đĩa CD đọc tất cả các CD trên thị trường Việt Nam đọc USB đọc ổ cứng này giải mã qua ba đường quang máy tính và đồng trục và con này được sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản điện 100V và em cũng báo giá là 15 triệu 500 nghìn đồng sẽ tặng các bác một chiếc USB 32GB và một sợi dây quang và con thứ hai là con ND8006 con này thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều video và các bác có thể check trên Google có rất nhiều cái thông tin về con ND8006 này đấy, bác nhìn này rất đẹp luôn con này váy nó về là cũng gồm có khiển như các bác nhá khiển sách dây nguồn đây khiển zin của nó đây đấy và con này em báo giá là Marang ND8006 con này nó sử dụng rất nhiều công nghệ mới như là công nghệ Wi-Fi, Bluetooth, bắt đọc ổ cứng, đọc USB, sờ chem nhạc như là sờ chem nhạc Fortify, kết nối điện thoại iPhone, iPod, iPad, chạy đĩa CD. Dùng app heo để điều khiển. Con này là 23 triệu các bác nhé. 23 triệu. ND8006 là 23 triệu. Tặng các bác một chiếc USB, một sợi dây quay và con ở trên đây là con Marang NA8005 Model giải mã DAC độc lập cao cấp và chỉ đứng sau con Marang NA11S1 thôi Con này máy về rất đẹp các bác nhé Mặt mũi góc cạnh là cũng không có xước xác gì đâu ạ Rất đẹp và thùng của nó đây Con này thì được nguyên thùng Thì con Marang NA8005 này thì con này là em bán 16 triệu 500 nghìn đồng con 8004 là 15 triệu 500 con uh, ND 8006 thì là 23 triệu con 8005 NA 8005 là 16 triệu 500 Đấy. và tất cả bốn cái model của Marang này em đều tặng dây quang tặng USB và cái con ở trên cùng đây thì nó là cục uh, cục dàn cục âm ni Marang MCL611 một trong những cái cục này là những cái con âm ni này là chuyên đánh loa bốc xeo chạy đĩa CD này bắt wifi bắt bluetooth thì để về cái chức năng của con 8 con nam CR611 này thì nó không khác gì con 8006 này đâu ạ à? cũng bắt wifi cũng bắt bluetooth cũng giải mã cũng xuất loa này CD này USB này Đấy. Con này thì về cũng rất đẹp Đây khiển của bốn con này có đủ hết này Đây thì cái con MCR611 này thì nó điện 100V 50-60Hz 55W Máy được sản xuất tại China Và con này nó đánh loa hai cầu loa AB độc lập này Chỉnh bát chép trên máy này Chỉnh super bass này Và con này nó đánh được loa 4 từ 4 đến 16 ohm này và đặc biệt con này nó có hai đường quang vào này Đấy. một nỗ thêm một nỗ USB đằng sau nữa Wi-Fi Bluetooth này đường AUX in này đường con này đặc biệt có cái AUX out nữa để các bác có thể tận dụng con mcr một này làm DAC để xuất ra âm đi khác và đây là con uh... NA8005 đây điện 100V 30W 50 60 hạt con 805 này sản xuất 2020 mươi cổng ra vào của nó đây ạ Đấy. Còn con ND8006 này sản xuất năm 2022 con này cực mới này. Đấy. Các cổng ra vào nó đây. Thì con uh, con NA8005 và con ND806 thì hai con này là chỉnh được volume các bác nhá, chỉnh được volume trên khiển. Còn con uh, Marang 8004 đây. Số series của nó là 3722. Sản xuất 2017 này. Đấy, cũng uh, đầy đủ USB quang máy tính này Đấy. đường ra về đây điện 100V 25W máy mic in Japan Đấy. thì con 8006 và con uh, SA8004 thì hai con này sản xuất tại Japan còn con uh, na 8005 và con uh, MCR611 này thì hai con này sản xuất tại Trung Quốc nhá. Hai cái model này không sản xuất tại Nhật và hãng đã ra nước ngoài để sản xuất. Đấy các bác lưu ý cho em chứ không phải là em nhập hàng bên Trung Quốc về đâu. Và em cũng có một cái lưu ý nữa là tất cả hàng 100V bên em là đều là hàng đấu giá ship trực tiếp và tuyển chọn từ bên Nhật về. Máy móc đẹp đẽ. Bốn chiếc này. Bốn cái model này thì bên em đều tặng một dây quang, một USB 32GB, bảo hành 1 đổi một trong vòng 3 tháng các bác nhá. Các bác cứ yên tâm sử dụng. Và tiếp đến thì em xin giới thiệu bốn chiếc đầu MD của Sony với mã model là con dưới cùng là JB920, con thứ hai là JB930 và hai con trên là JB940. Thì các bác có thể nhìn đây về bốn con này thì cái hình thức và cái màu sắc thì nó là tương đồng nhau, đều là mặt phay nhôm vàng gold. Nó chỉ khác nhau tên model thôi, còn về cái Mặt máy thì về kích thước của bốn con này đều là size 42 Cao là như 11 và sâu là 30 Đấy, Kích thước giống nhau hết này. Các bác nhìn này Rất đẹp bốn con này về trong tình trạng rất đẹp Và hàng bên em đều là hàng tuyển chọn hết Đấy. Còn JB930, JB940 Thì em cũng xin thông báo này Giá của bốn chiếc này con JB920 cuối cùng đây là con rẻ nhất. Là con là con JB920 là con rẻ nhất là 5 triệu 500 000 đồng. Con JB930 là 6 triệu 200 000 đồng. Hai con JB940 này là 6 triệu 500. Và bên em có hai hình thức để cho các bác có thể dùng khiển zin. Đây, ví dụ đây. Đây là một chiếc khiển có volume và đây là chiếc khiển không có volume. Thì cái khiển có volume này nếu các bác lấy một trong bốn con này mà lấy thêm khiển thì riêng cái khiển có volume này thì là cộng cho em 650.000 còn cái khiển không có volume này thì cộng cho em 450.000 thì các bác tùy các bác còn còn về chức năng của bốn con này trên mặt máy là sử dụng ok hết không phải cần khiển đấy còn nhiều bác thì thích siêu tầm khiển vì nó hai chiếc khiển này đều là chiếc khiển xịn các bác nhé đấy nó to như cái dép đấy. đấy thì em cũng thông báo giá lại là con à, JB920 là 5, ,5 triệu rưỡi này con JB930 thứ hai đây là 6 ,2 triệu 2 và con JB2 con JB940 này thì là 6 triệu rưỡi còn về chức năng của bốn con này đều là giải mã không cần đĩa mồi và là 24 bit và bốn chiếc này đều ổ MD đều thu phát ghi xóa cực tốt luôn không lỗi lầm gì và đều chỉnh được volume to nhỏ khi mình làm DAC giải mã đấy thì em cũng quay qua cái đằng sau để cho các bác xem về các cổng ra vào của bốn chiếc này thì bốn chiếc này thì đều được trang bị hai đường quang vào một đường đồng trục đồng trục ra và quang ra av vào av ra đấy cả bốn con đều giống nhau các cổng ra vào nó không khác nhau một cái gì và nó chỉ khác là cái công suất điện tiêu thụ và cái lời sản xuất ví dụ như con gb 920 này là 16 w điện 100 v 50 60 hz Số series là 545 đuôi. Và con 920 này được sản xuất tại Malaysia. Còn con JB930 này thì là điện tiêu thụ 12W 50 60 hạt 100V, máy made in Japan. Còn hai con 940 này thì một con ở trên là Malaysia, một con ở dưới là Japan. Và em cũng lưu ý là hai con này em cũng đã có cái video so sánh ruột gan và so sánh chức năng. Của hai con này thì nó giống y xì nhau 100% luôn. Nó chẳng qua nó chỉ sản xuất ở hai nước Đấy. sản xuất ở hai nước thôi các bác ạ và dây nguồn thì vẫn là bốn con này đều tất cả máy móc bên em con nào mà có dây nguồn đi theo máy đều là dây nguồn zin hết Ngay như con jb con jb940 mà sản xuất tại Malaysia thì số đuôi của nó là 577 này còn con uh, Japan thì 041 đấy và hai con jb940 này em bán đồng giá nhá chứ không phải là con Japan bán đắt hơn hay con Malaysia bán rẻ hơn bởi vì hai con này thì máy móc ấy, y xì như nhau đây mặt mũi này, các bác nhìn đây cũng không khác nhau một cái gì khiển dùng chung khiển zin nó chỉ khác nhau mỗi nơi sản xuất thôi tại sao nhiều bác thắc mắc là sao vậy thì cái này là do hãng vì từ những năm 1995 trở đi thì hãng Sony và các hãng điện tử của Nhật đã ra nước ngoài nắp ráp như là sang Malai như là sang Chila và bây giờ là có những mô đen là đang sản xuất tại Việt Nam lắp ráp tại Việt Nam và bốn cái mô đen đầu MD của Sony này thì bên em bán ra là máy là tặng các bác là một sợi dây quang và một chiếc đĩa MD vẫn vẫn cái chế độ bảo hành 3 tháng một đổi một cho các bác yên tâm và tiếp đến là thêm là ba cái mẫu CD của Marang rẻ tiền nhưng lại màu vàng gold thì hai con ở trên này là hai con Marang CM6002 máy bên em về thì toàn đẹp góc cạnh thôi không có xước xác gì hết các bạn này các này. rất đẹp đây, hai chiếc điều khiển của nó đây Đấy. và cái con Marang CM6002 hai con Marang CM6002 này thì bên em bán là 5 triệu 500 nghìn đồng sẽ tặng các bác một dây quang một đĩa MD bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 3 tháng và hai con này thì em giới thiệu qua về cái chức năng nhất CD CD này cái thứ hai là MD và cái thứ ba là giải mã và cái đặc biệt trên chiếc điều khiển zin của con này có cái phone never là chỉnh chức năng to nhỏ là con này nó chỉnh được to nhỏ của cả ba đường có nghĩa là CD là một MD là hai và giải mã từ đường quang TV là ba là chỉnh được ba đường to nhỏ về không luôn Đấy. Thì um, cái phần CD của hai con CM6002 nó sử dụng mắt vam 12.1 và là mắt phổ thông dễ thay thế. MD sử dụng mắt pháp phổ thông cũng là mắt sáp dễ thay thế hết và giải mã 24 bit và là không cần đĩa mồi. Đây em sẽ quay qua cái đằng sau. Thì uh, hai con Marang CM6002 này thì nếu mà theo em đánh giá thì hai con này là hai con ngon bổ rẻ. Chơi CD và giải mã và lại hàng lại sản xuất trực tiếp tại Nhật. Đấy. 100V 50 60 Hz 14W này, đấy hai con như nhau. Và cái số series của con dưới là 215, con ở trên cùng đây là 181. Và cũng có một cái đặc biệt nữa của con Marang cm 6 6200 và các hãng khác nó lại không có là hai đường AVRA. Đây hai đường đây, output đây cả hai đường này ra cùng một nút. có thể các bác dùng cho hai âm ni đấy đường quang vào từ tivi đây ạ à. đấy quang ra đây còn về cái chất âm của hai con này thì mặc dù nó giá chỉ có 5 triệu rưỡi thôi nhưng mà cái chất âm của hai con này nó cực kỳ ngọt ngào và chi tiết nhé cực kỳ ngọt ngào và chi tiết giá cực kỳ tốt cực kỳ rẻ và máy móc lại đẹp đấy. hàng bên em là hàng đấu giá tuyển chọn từ bên nhật về còn cái con dưới cùng này là con Marang CD 17DA. Con này thì nó cũng rất nổi tiếng ở cái thị trường Việt Nam trong vòng chục năm trở lại đây. Là bởi vì nó vừa chạy CD và nó cũng vừa chạy giải mã. Mô đen của nó đây, Marang 17DA. Thì con này nó chạy hai con chip TDA 1547 huyền thoại. Và cái mắt của con này, nó lại mã mắt của con này vẫn là va 12.1 giống mã mắt của hai con CM6002 này các bác nhé Mắt con này có thể nắp sau con này được, con này có thể nắp con giới được. Và cũng máy về kèm có khiển zin Và trên chiếc điều khiển là có hai cái cổng digital 1, digital 2 và CD. Đây, hai cái này để mình chọn cổng để làm giải mã từ TV. Thì con Marang 17DA này thì bên em bán là 12 triệu 500 nghìn đồng. máy rất đẹp, đẹp như mới luôn ạ. Con này thì nó được sản xuất vào cái thập niên năm 2000 kể cả hai con 6002 này cũng vậy thì cái con 17 DA này thì số seri của nó là 0037 điện 100V máy mic in Japan 19W 50 60 hz và cổng ra vào con này thì là có một đường AV RAM quang ra đồng trục ra quang vào đây quang từ TV vào đây đường quang optical đấy ạ và một đường cosio đồng trục vào nữa rất đẹp hai bên hồi là hồi nhôm này không bị cấn cá không bị xước xác gì nha các bác nhá thì uh, tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các bác ba cái chiếc DAC hai chiếc của Sony rẻ tiền và một chiếc Onkyo cũng là chiếc rẻ tiền chiếc so hai chiếc Sony này thì bên em bán là 1 triệu 800.000 đồng một chiếc hai con này thì cái cổng cổng vào của nó thì nó chỉ gồm có một đường quang và một đường nai là đường AV vào máy dùng nguồn adapter 9V cổng ra con này thì nó con này nó đặc trưng là nó có hai cổng phone ra ra cùng một lúc các bác nhé 3.5 ra được hai âm ni và chỉnh được volume to nhỏ thì con này em bán là 1 triệu 8 mà máy kèm adapter 9V và là tặng dây quang, tặng dây 3,5 ra về. Và tiếp đến thì cái con này cũng là con rẻ, nó là con Onkyo SEO55SX, con này giải mã 24 bit trên 96 này. Con này thì em cũng có rất nhiều cái video để giới thiệu về con này rồi. Cổng ra vào của nó đây. Một cổng máy tính này, một cổng quang này, một cổng đồng trục này, dùng nguồn adapter 5V AV ram ni AV vào. Và đặc biệt thì con này nó sản xuất tại Nhật Bản. Số series là 2173. Còn hai con Sony này thì là sản xuất tại Hàn Quốc nhé các bác nhé. À Malaysia em xin lỗi ạ. Sony DP1000 make in Malaysia. Thì cái con Onkyo SE U55SX này thì bên em bán là 3 triệu rưỡi. Tặng các bác dây quang còn là tiếp đến thì em giới thiệu đến ba cái chiếc đầu MD của Đờ Lông hai con ở trên này thì là hai con nghìn sáu AL nha các bác nhé hai con nghìn sáu AL máy màu đen bản này là bản hiếm nhé còn bản màu vàng thì rất nhiều hai chiếc này thì bên em bán là 7 triệu ba một chiếc kèm khiển zin đây ạ này, khiển zin của nó đấy Còn uh, chiếc ở dưới Là chiếc đờ lông Một nghìn Con này cũng màu đen cũng đẹp Và em cũng đã có cái video về Ba con này rồi Thì con một nghìn này thì là 5 triệu cả khiển Ba con này đều được sản xuất trực tiếp tại Nhật Và giải mã 24 bit này, Sản xuất tại Nhật đấy ạ Còn uh, 19W này 50-60 hẹt này cổng ra vào của nó thì gồm có hai đường quang đồng trục AV vào AV ra ba con này thì cổng ra vào giống nhau này Đấy. cũng make in japan và ba con này đều được sản xuất tại nhật hết ạ các bác nhìn nhé thì uh, tiếp đến thì uh, em tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái bộ dàn cao cấp của Pioneer với mã model là HM76 thì bộ dàn này là bộ dàn 100V các bác nhé. Điện 100V. Điện 100V 40W máy make in Việt Nam. Được nó lắp tại Việt Nam nhé. Đây, một đường USB này. Cổng con này chức năng của nó là cổng cổng này là cổng ra súp súp điện này cắm mạng hoặc bắt wifi bluetooth này đánh loa hai cầu từ 4 đến 16 ohm này đường quang từ tivi này, đường AUX in này. Thực ra thì nó con này đã có bờ Bluetooth và đã có Wi-Fi thì cái đường AUX in này đôi khi là không cần thiết nữa. Đấy là em nói thật. Máy rất đẹp. Bộ dàn này thì noa của nó là bát 13 cm này. Rất đẹp noa đẹp góc cạnh các bác Đây, con này chạy CD, con này giải mã được 32 bit và DSD. Bộ này thì các bác có thể tham khảo ở trên uh, YouTube hoặc là trên um, Google hoặc trên Facebook thì cũng có rất nhiều những cái bài viết về con này. Các bác chỉ cần gõ Piola HM76 thôi. À, nó có rất nhiều về thông tin về cái bộ dàn mini này. Và hai cái căng của con này cũng rất đẹp. Đấy, rất đẹp luôn. Vì hàng bên em là hàng đấu giá tuyển chọn thế nên là loa nó về nó không, không có bị móp méo hay bị cấn cá thì cả tất cả máy móc bên em là hoạt động hoàn hảo và là zin nguyên bản 100% Đấy thì cái bộ này em bán là 8 triệu các bác nhé Tặng USB, tặng dây quang ạ à. Đây, phụ kiện của nó đây ạ à. Khiển zin hai cái anten Đấy. Là 8 triệu Và tiếp đến thì em xin giới thiệu đến các bác Một cái model giải mã cuối cùng Là của Đờ Lông Một chiếc đầu MD giải mã 24 bit con này thì máy về cũng full thùng xốp Máy màu vàng rất đẹp Con này thì em cũng có rất nhiều cái video giới thiệu về con này rồi Rất đẹp luôn ạ Chạy MD và giải mã không cần đĩa mồi 24 bit và có trình to nhỏ, volume Và có cả sách khiển đây ạ này, Sách khiển ZIN Con đầu MD 1550 này thì là em cũng bán là 6 triệu 200 nghìn đồng các bác nhé tặng dây quang tặng đĩa MD bảo hành 3 tháng 1 đổi 1 đấy thì à, bây giờ cũng là phần cuối của video rồi thì em cũng đã xin giới thiệu đến các bác là toàn thể là hơn 20 cái thiết bị giải mã bên em từ CD giải mã từ đầu giải mã chuyên dụng từ đầu MD giải mã hay là dàn mini cao cấp hay là âm ly chuyên đánh loa bút xeo Đấy thì các bác mà có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại là 09667 23489. Địa chỉ bên em là tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc. Và một lần nữa thì em cũng xin chân thành cảm ơn các bác đã dành thời gian để xem video và dành thời gian để mua hàng bên em. Và em cũng xin chân thành cảm ơn.